Quý vị đang cùng trở lại với chương trình tin tức trong ngày của đài VTV và ngay sau đây xin mời quý vị cùng tiếp tục theo dõi chương trình. Chương trình tin tức được đặc biệt bảo trợ bởi công ty xuất nhập cảng Ten Lê Yến, số điện thoại 714-418-9788 hoặc vào trang mạng tiệmyến.com với các sản phẩm đông trùng hạ thảo, nhụy hoa nghệ tây saffron. Thưa quý vị, làm mở quan tài cổ bên dưới nhà thờ Đức Bà Paris, tờ Reuters đã đưa tin các nhà nghiên cứu đã phát hiện hài cốt của hai người đàn ông có thể là tu sĩ và hiệp sĩ quý tộc trẻ tuổi trong quan tài chì chôn dưới nhà thờ Đức Bà Paris. Sau khi nhà thờ Đức Bà Paris bị cháy cách đây 3 năm, các nhà khảo cổ được gọi tới để khảo sát thiệt hại và hỗ trợ quá trình phục dựng. Và trong đợt khai quật ở nhà thờ vào đầu năm 2022, thì nhóm nghiên cứu đã tìm thấy hai quan tài bằng chì khác thường có niên đại hàng thế kỷ nhưng không biết ai được chôn bên trong. Trong buổi họp báo gần đây thì họ công bố đã phát hiện mới. Quan tài chứa hài cốt hai người đàn ông giàu có, một người là thầy tu trong khi người còn lại là hiệp sĩ quý tộc trẻ tuổi. Eric Gruberzi, giáo sư nhân chủng học ở Đại học Toulouse thứ ba, giám sát quá trình mở quan tài vào tháng trước và nghiên cứu hai bộ xương để tìm hiểu độ tuổi qua đời và đời sống của họ. Và theo Grubezi, đối tượng đầu tiên được xác định thông qua một bảng tên trên quan tài của ông. Tấm bảng đồng đã hé lộ người chết tên là Anthony de la Poste, qua đời ở tuổi 83 vào ngày 24 tháng 12 năm 1710. Quan tài bằng chì thứ hai không có bảng tên, do đó người chết không rõ danh tính. Và người đàn ông qua đời ở tuổi 25 cho đến khoảng 40, nhưng hài cốt hé lộ cuộc đời gian khó với dấu hiệu cưỡi ngựa nhiều từ khi còn trẻ. Và đây là tập tục phổ biến trong giới quý tộc giữa thế kỷ thứ 16. Và nhóm nghiên cứu suy đoán, người đàn ông là một hiệp sĩ trẻ và qua đời trong khoảng giữa thế kỷ thứ 14 và 18. Theo Asian Origin, hộp sọ của người chết bị kéo dài do quấn vải chặt quanh đầu trong 3 tháng đầu đời. Công tác nghiên cứu trong tháng tới sẽ tập trung tìm hiểu thêm về nguồn gốc địa lý và chế độ ăn của hai người đàn ông, qua đó khám phá đời sống và cái chết của họ. Kết quả phân tích cuối cùng sẽ được công bố trong khoảng đầu hoặc là giữa năm 2023. Một bức tranh bí ẩn 800 năm tuổi. Tranh vẽ bộ xương và em bé của họa sĩ thời Tống Lý Tung là một trong tác phẩm bí ẩn nhất lịch sử tranh cổ đại của Trung Quốc. Theo China Folklore, ra đời khoảng 800 năm, đến nay thì Khô Lâu Huyện Hí vẫn là cổ vật huyền bí, thu hút quan tâm, tìm hiểu của nhiều chuyên gia mỹ thuật, lịch sử. Tranh chiều dọc 26cm, ngang 27cm và hiện được lưu giữ ở Bảo tàng Cố Cung Bắc Kinh. Tác giả là Lý Tung, sinh năm 1243 và mất năm 1166. Họa sĩ cung đình thời Nam Tống, xuất thân nghèo khó, thuở nhỏ làm thợ mộc. Ông để lại nhiều tác phẩm đề tài đa dạng từ con người, sơn thủy cho đến chim muông, đền đài. Theo nhà nghiên cứu thì Lý Hiểu Dương ở Viện Mỹ thuật, Đại học Sư phạm Thiểm Tây, Khô Lâu Huyện Hí kỳ lạ nhất trong số tranh của Lý Tung khi lấy chủ đề sự vật ở hai thế giới âm dương. Tác phẩm khắc họa bộ xương khô lâu lớn, tay cầm bộ xương nhỏ giống như con rối. Và bên phải thì một đứa bé thích thú bò tới với bộ xương nhỏ. Một phụ nữ giang tay như muốn giữ đứa bé lại. Ở góc phải thì người phụ nữ khác kéo áo cho con bú, gương mặt hiền từ dõi theo cảnh tượng trước mắt. Tranh còn miêu tả một gánh hàng Lý với ô bình, chiếc chiếu, trang phục. Lý Hiểu Dương nhận xét mỗi nhân vật, đồ vật đều được khắc họa sinh động. Đường nét gương mặt người phụ nữ, phần hở cơ thể mềm mại, tinh tế, các nét đậm nhạt phong phú. Tổng thể bức tranh đã toát lên vẻ tươi sáng nhiều hơn là BI. Ngoài ra thì hình ảnh bộ xương lớn cầm con rối được cho phản ánh sự đồng cảm của Lý Tung với con người nhỏ bé trong xã hội. Vận mệnh của họ nằm trong tay người khác. Các hình ảnh về sự sống và cái chết đã khiến cho bức tranh vừa thật vừa kỳ ảo. Và thông tin tiếp theo cho biết là keo dán tế bào giúp cho vết thương nhanh lành. Phân tử liên kết tế bào tổng hợp có thể giúp thúc đẩy y học tái tạo, thậm chí là phát triển các cơ quan trong phòng thí nghiệm. Nhóm nghiên cứu tại Đại học California San Francisco đã tạo ra một loại keo tế bào tổng hợp có thể giúp cho các tế bào liên kết lại ở nhiều mức độ khác nhau.
New Atlas vào hôm 13 tháng 12 đã đưa tin. Kỹ thuật này có thể giúp đẩy nhanh quá trình lành vết thương, kể cả trong mô không dễ lành một cách tự nhiên. Từ đó thì giúp cho giới khoa học tạo ra những cơ quan tốt hơn trong phòng thí nghiệm. Nghiên cứu mới xuất bản trên tạp chí Nature. Cơ thể người cấu tạo từ hàng ngàn tỷ tế bào. Và để bảo đảm các tế bào da nằm cạnh nhau, các tế bào gan nằm cạnh nhau, tất cả chúng đều chứa những cấu trúc tí hon gọi là phân tử liên kết tế bào CAM. Đây là những protein nằm ở bề mặt và liên kết với các tế bào lân cận với lực khác nhau, giúp cho cơ quan không bị tách rời. Lực liên kết ảnh hưởng đến đặc tính của mô. Ví dụ như các cơ quan có liên kết rất chắc chắn để có thể giữ nguyên hình dạng, trong khi hệ miễn dịch có liên kết yếu hơn để các tế bào dễ di chuyển. Dù đóng vai trò quan trọng, CAM lại thường xuyên bị bỏ qua khi các nhà khoa học tìm cách chỉnh sửa mô. Và trong nghiên cứu mới thì nhóm chuyên gia tại Đại học California, San Francisco phát triển phân tử liên kết tế bào tổng hợp, mỗi phân tử gồm hai phần. Phần thứ nhất ở bên ngoài tế bào và hoạt động như một thụ thể, xác định những tế bào khác cần liên kết. Phần thứ hai nằm trong tế bào và quyết định lực liên kết. Phối hợp hai phần này thì nhóm chuyên gia có thể tùy chỉnh các phân tử cho phù hợp với nhiều loại liên kết tế bào tự nhiên. Và liên quan đến vũ trụ, thưa quý vị, là mô-đun của trạm vũ trụ bơm hơi nổ tung trong phòng thử nghiệm. Theo tạp chí Space, vào hôm 13 tháng 12 đưa tin, công ty Hoa Kỳ Sierra Space đã tiến hành thử nghiệm áp suất nổ tối đa, viết tắt là UPP, với nguyên mẫu nhỏ của một mô-đun trạm vũ trụ bơm hơi dùng làm nơi sống cho phi hành gia. Và đây là cột mốc mới trên con đường dài nhằm phát triển một thiết bị tư nhân thay thế cho trạm vũ trụ quốc tế ISS. Mô-đun bơm hơi mới mang tên Môi trường Linh hoạt Tích hợp Lớn, LIFE, sẽ trở thành một phần của trạm vũ trụ Orbital Reef do công ty Blue Origin phụ trách. NASA đang hướng đến việc thay thế trạm ISS đã cũ kỹ vào những năm 2030 bằng các trạm tư nhân và Orbital Reef nằm trong số đó. Thử nghiệm mới diễn ra vào ngày 15 tháng 11 tại trung tâm bay vũ trụ Marshall của NASA ở Huntsville, Alabama, do NASA, ILC Dover và Sierra Space phối hợp thực hiện. Đây là thử nghiệm nổ thứ hai với nguyên mẫu mô-đun của Sierra Space trong năm 2022. Thử nghiệm trước đó diễn ra trong tháng 7. Thông qua việc thử nghiệm giới hạn của nguyên mẫu nhỏ, các kỹ sư có thể giúp du hành vũ trụ trở nên an toàn hơn cho phi hành gia trong tương lai. Một nhà khoa học cho biết, với thử nghiệm áp suất nổ tối đa thành công lần thứ hai, chúng tôi có thể chứng minh thiết kế, khả năng lặp lại việc sản xuất và lắp ráp, những yếu tố then chốt để được chứng nhận. Các chuyên gia đang tiến hành phân tích thêm, nhưng bước đầu cho thấy Sierra Space đã đáp ứng được các yêu cầu đặt ra cho thử nghiệm vào hôm 15 tháng 11. Cụ thể là NASA đã giao nhiệm vụ cho Sierra Space làm nổ hai nguyên mẫu mô-đun với kích thước nhỏ hơn những mô-đun sẽ dùng cho Orbital Reef và có áp suất nổ tối đa lần lượt là 192 và 204 PSI. Cả hai mô-đun đều dễ dàng vượt qua yêu cầu an toàn do NASA đặt ra khi thiết kế Orbital Reef. Sierra Space đã lên kế hoạch đẩy mạnh việc phát triển Orbital Reef cùng với Blue Origin vào năm 2023 bằng cách là thực hiện thử nghiệm nổ trên những nguyên mẫu kích thước thật. Công ty này dự định sử dụng máy bay vũ trụ chở hàng Dream Chaser và một phiên bản khác chở người để đưa các phi hành gia và hàng hóa lên trạm vũ trụ trong tương lai. Và thưa quý vị, sau cùng là một phần tin liên quan đến điện ảnh. Nữ minh tinh Kate Winslet từng nghĩ mình đã chết khi quay bộ phim Avatar 2. Minh tinh Kate Winslet đã nghĩ mình đã chết sau cảnh quay nhìn thở 7 phút dưới nước trên phim trường Avatar The Way of Water. Và trong bài phỏng vấn với tạp chí Total Film vào hôm 13 tháng 12, diễn viên người Anh đã nói: "Có một đoạn video tôi nổi lên khỏi mặt nước và hỏi, tôi đã chết chưa? Tôi lặn được mấy phút rồi và tôi không thể tin nổi. Thật ra thì tôi không cần nhìn thở 7 phút, đó chỉ là cơ hội để tôi tự phá kỷ lục của mình vốn ở mức 6 phút 14 giây. Tôi đã rất tự hào khi vượt kỷ lục cũ là 1 phút." Theo Hollywood Reporter, Kate Winslet tiết lộ là cô đã nín thở được hơn 7 phút, kỷ lục với một diễn viên cho cảnh quay dưới nước. James Cameron đã nói rằng những yêu cầu thể chất mà các diễn viên phải thực hiện khá điên rồ.
dàn diễn viên Avatar 2 đã mất một năm trải qua khóa huấn luyện, được chuyên gia lặn biển Kurt Gregg đã dạy kỹ năng nín thở. Weaver, 73 tuổi, nói là bà đã nhịn thở được 6 phút rưỡi. Theo những diễn viên khác, họ đạt thời gian trung bình từ 4 cho đến 6 phút. Ekip của Avatar The Way of Water thiết kế một bể nước chứa 900.000 gallon, có thể mô phỏng chuyển động của đại dương. Phần lớn cảnh quay được thực hiện tại đây. Các diễn viên đều mặc bộ đồ bắt chuyển động nhằm áp dụng công nghệ motion capture. Và từ đó thì đoàn phim có thể ghi lại chính xác từng hành động và biểu cảm của mỗi người.